quý vị và các bạn, là hoạt động đã được Thủ tướng Chính phủ Việt Nam chỉ đạo tổ chức nhằm hưởng ứng Hiệp định FTA giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á-Âu EEU có hiệu lực. Hội chợ bán hàng hàng Việt Nam chất lượng cao Moscow 2015 diễn ra từ ngày 12 tháng 11 cho đến ngày 12 tháng 12 năm 2015, lần đầu tiên được tổ chức tại thành phố Moscow, là hoạt động nhằm giới thiệu hàng Việt Nam chất lượng cao đến với người tiêu dùng Liên bang Nga. Theo thông tin từ ban tổ chức, hội chợ năm nay thu hút được sự tham gia của 163 doanh nghiệp, 400 doanh nhân với số lượng hàng hóa rất lớn. Trong khuôn khổ hội chợ sẽ diễn ra nhiều sự kiện như hội thảo xúc tiến đầu tư thương mại, diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam Liên bang Nga, chương trình thúc đẩy hợp tác thương mại và thanh toán song phương tại Moscow, chương trình khảo sát thực tế cho các doanh nghiệp Việt Nam tại Saint Petersburg và các chương trình ký kết hợp tác, hợp đồng kinh tế, xúc tiến đầu tư thương mại, chuyển giao công nghệ. Hội chợ hàng Việt Nam chất lượng cao được tổ chức ở Moscow, Liên bang Nga, dự kiến từ ngày 12 tháng 11 đến ngày 12 tháng 12 năm 2015, thì đến giờ phút này đã được nhận sự hưởng ứng rất tích cực của các doanh nghiệp Việt Nam. Có đến 163 các doanh nghiệp đã đăng ký để tham gia vào cái hội chợ này. Hiện nay chúng ta đã có đến 10 container hàng hóa chuyển theo đường biển và rất nhiều các hàng hóa của Việt Nam sẽ chuyển theo đường hàng không. Với tổng diện tích lên đến 15.000 m2, hội chợ là cơ hội cho các doanh nghiệp sản xuất hàng Việt Nam giới thiệu sản phẩm, quảng bá thương hiệu, tiếp cận trực tiếp, tìm kiếm đối tác kết nối giao thương, mở rộng thị trường và từng bước xây dựng mạng lưới đại lý phân phối tại chỗ. Bên cạnh đó, tại Liên bang Nga, thông qua công ty Rush Event Project, hơn 12.000 nhà nhập khẩu, các nhà phân phối và hệ thống bán lẻ của Nga sẽ được gửi thư mời tham quan. Để hưởng ứng việc tham gia hội chợ, các đơn vị tổ chức sẽ hỗ trợ cho các doanh nghiệp. Trong đó, Tổng công ty Hàng không Việt Nam, Vietnam Airlines hỗ trợ 50% chi phí vé máy bay cho doanh nghiệp khi tham gia hội chợ. Ngân hàng BIDV sẽ tài trợ một phần kinh phí cho công tác chuẩn bị mặt bằng hội chợ. Công ty Incentra sẽ miễn phí 100% phí thuê gian hàng, hỗ trợ 50% phí lưu trú tại khách sạn Hà Nội Moscow và chi phí đi lại trong khu vực khảo sát thị trường theo chương trình hội chợ, hỗ trợ thủ tục làm giấy mời visa sang Liên bang Nga. Cục xúc tiến thương mại thì cũng đã phối hợp với cả các đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam để tạo điều kiện thuận lợi cho các thủ tục, các chi phí liên quan đến nhập cảnh vào Nga, rồi cũng làm việc với phòng thương mại công nghiệp Việt Nam để hỗ trợ tạo điều kiện cho việc cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa để tham dự hỗ trợ, làm việc với Tổng cục Hải quan để tạo điều kiện cho việc thông quan hàng hóa tham gia hỗ trợ, làm việc với Cục An ninh Kinh tế Bộ Công an để phối hợp hỗ trợ và rà soát nhân sự doanh nghiệp tham gia. Bộ Công Thương là chủ trì và điều phối và cũng nên thành lập một cái ban tổ chức theo các tổ phân công việc để có người làm nhóm bốn, có người chịu trách nhiệm để phân công liên hệ để phối hợp với nhau trong cái quá trình triển khai. Là các bộ ngành, ví dụ như là Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan, ví dụ như là Bộ Giao thông, các hãng hàng không quốc gia là hỗ trợ cho cái việc này. Thế thì riêng cái hãng hàng không ấy, thì cũng đạt được cái thỏa thuận là cũng giảm tới 90% giá vé theo quy định. Liên bang Nga là thị trường tiềm năng của Việt Nam với kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 3,5 tỷ đô la Mỹ và chính phủ hai nước đang hướng tới con số 10 tỷ đô la Mỹ. Việc đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại thông qua tổ chức hội chợ sẽ là bước khởi đầu hiện thực hóa hiệp định FTA EEU, tạo cơ hội giao lưu hợp tác giữa các doanh nghiệp trong nước với các doanh nghiệp Việt Nam tại Liên bang Nga, các doanh nghiệp Liên bang Nga và các nước lân cận.